mỗi khi mở cửa phòng thì chị khóc rồi chứ không biết làm gì. Hai cậu đi. Tôi sống đau khổ hơn một năm nay luôn á. Không giờ đâu. Gặp ở bến xe miền Tây. Rồi, xong gặp nhau đâu tiếp theo? Tiếp theo cũng ở mình di chuyển đi đâu? Mình di chuyển đến bến xe miền Tây tiếp tục. Dạ. Xong ai là người dụ ai vào nhà nghỉ? Lê Thành có nói thôi vô nhà nghỉ đi. Rồi cho nó khỏe rồi đi về. Tại sao hai người không gặp nhau nói chuyện? Nói là mình rất thích bạn thôi, mình rất thích anh, thích em lắm. Anh thôi thích em lắm. Vô nhà trọ đi. Chị thấy cái câu chuyện, em ngắt lời chị thấy cái câu chuyện. Một chàng trai mới hơn 20 tuổi, tuổi đời mất mới lớn lên đúng không ạ? Tranh nhau với chị là gần như là mẹ con rồi. Một người 30 và một người hơn 50 rồi, đúng không ạ? Gần như mẹ con là đúng hơn. Mà tại sao Lê Thanh có lại anh thích em thì chị thấy có ngượng không? Thấy mình biết là mình cũng lớn tuổi hơn có, nhưng mà chuyện tình cảm không có biết được. Chuyện tình cảm đó là chỗ đó mà mình nghĩ anh ấy nghèo khổ, mình giúp một người nghèo khổ. Những có anh ấy gì không? Trước khi mở cửa vô khách sạn thì nó nhào lại nó ôm mình. Ôm chị, lúc bây giờ mình tắm rửa chưa? Cởi đồ chưa? Không. Không cởi đồ. Vô đó là ôm luôn. Ôm rồi mới tới chuyện đó. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các chị em ở tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin, nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải Bình Dương ở đây đăng thông tin để tìm kiếm một số các thông tin về tất cả các trai trẻ lừa đảo, gọi là lừa tình, lừa tiền. Phải nói rất nhiều cái cú lừa và nó rất đau đớn. Mới đây nhất thì cũng có một chị gái năm nay 47, 48 tuổi về đây báo tin đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải Bình Dương là bị một thanh niên năm nay ngoài 20 tuổi lừa số tiền là tới gần 2 tỷ đồng mà đã gặp nhau trong nhà nghỉ ân ái 3 lần. Ở đây tiếp tục một cái câu chuyện là thực sự là rất đau lòng. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị của bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chị có thể chị giới thiệu là chị họ tên đầy đủ là gì ạ? Dạ tên là Lý Thị Duyên, ở Sóc Trăng. Có quen anh Lê Thành Có ở Cà Mau. Ấp 2 Tân Thành ở Cà Mau. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2020 có cho anh Lê Thanh Có mượn số tiền là 29.920.000. Rồi tiếp tục đến 11 tháng 11 năm 2020 thì Lê Thanh Có vào Sài Gòn để học nghề. Tôi cho học nghề và tìm chỗ để tiệm học nghề tại tiệm tóc của Vũ Nguyễn. Số tiền thời gian đó là tôi lo cho anh Có học hơn 4 tháng. Rồi, câu chuyện như thế nào chị tiếp tục kể đi. Tôi nuôi cơm, lo tiền, sinh hoạt hàng ngày. Nuôi cơm, lo cho ảnh từng bữa. Rồi đến ngày 3 tháng 5, Lê Thanh Có mượn một tấm lắc, một chiếc nhẫn đeo vô tay. Rồi đến ngày 5 tháng 3 năm 2021, Lê Thanh Có mượn thêm tiếp tục một cái điện thoại Galaxy 271 và một cái sim, hai cái sim, một cái thẻ nhớ, tổng cộng là hơn 11 triệu đồng của tôi. Và Lê Thanh Có đêm đó tôi đi làm đêm, Lê Thanh Có ở nhà để dọn đồ toàn bộ bỏ trốn, đến nay tôi không tìm được. Rồi em xin phép chị có thể ngắt lời chị một xíu, chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện em trai này Lê Thanh Có đúng không ạ, là năm nay bao nhiêu tuổi? Lê Thanh Có sinh năm 1990, năm nay là 33 tuổi. 1990 là tuổi ngựa đúng không? Đúng rồi. Năm nay 32 tuổi, phải không ạ? Mà chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 3 năm 11, sinh 1971. Vậy là chênh nhau 20 tuổi, 19-20 tuổi ha. 19 tuổi. Rồi, chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện để hy vọng các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn nữa để chị sớm lấy được số tài sản của mình. Chị có thể nêu rõ lý do cái mối quan hệ của chị với Lê Thanh Có này, tuổi đời chênh lệch nhau rất nhiều, tại sao lại mình lại sống chung với nhau mà mối quan hệ này từ bao giờ chị? Vào khoảng tháng 4 năm 2020 kết bạn cùng với Lê Thanh Có trên mạng internet, trên đúng Facebook rồi, Facebook. Dạ. Rồi ai là người làm quen ai trước? Lê Thanh Có gửi lời kết bạn, mời mình kết bạn, mình kết bạn rồi cái nói hoàn cảnh là bà nội bị bệnh nằm viện 90 mấy tuổi rồi bại liệt, cho nên nó ở nhà rồi mẹ cha thì nghèo khổ, gia đình nghèo khổ,
nên mượn số tiền tôi giúp đỡ cho ảnh, rồi từ từ mới nảy sinh tình cảm, cũng có tình cảm qua lại trai rồi, gái. Em phép xin phép ngắt lời chị thế này, chị quen với Lê Thanh Có và chính Lê Thanh Có là năm nay là 32 tuổi ha, tuổi ngựa, rồi làm quen với chị, kết bạn với chị trên Facebook, mà hai người đã gặp nhau chưa, mà Lê Thanh Có ngỏ lời mượn tiền của chị? Có gặp. Gặp nhau mấy lần? Gặp nhau 3 lần. Gặp nhau là gặp nhau quán cà phê hay là gặp nhau như thế nào? Gặp nhau ở như là hẹn từ Đồng Nai đi vô. Chị là lúc bây giờ, thời điểm bây giờ chị đang sống ở đâu? Lúc đó đang sống ở Sài Gòn. Sống ở Sài Gòn, còn Lê Thanh Có sống ở đâu ạ? Sống ở Đồng Nai. Đồng Nai. Làm việc ở Đồng Nai. Vậy là chị từ Sài Gòn về Đồng Nai gặp, đúng không ạ? Lê Thanh Có từ Lê Thanh Có từ Đồng Nai về Sài Gòn để gặp chị, phải không ạ? Mình gặp nhau là gặp nhau ở đâu ạ? Gặp nhau rồi đi, như hẹn ở bến xe miền Tây á. Rồi. Rồi cái cũng thôi, không thời gian từ ngoài vô đây cũng xa, rồi nghỉ ngơi thì vô nhà nghỉ nghỉ. Ai là người dụ ai vô nhà nghỉ? Lê Thanh Có. Lê Thanh Có. Đi xe vô. Lê Thanh chở Có. Mình đi thôi, giờ vô nhà nghỉ đi. Thì lúc vô thì nhà nghỉ cũng có trai gái qua lại. Lê rồi Thanh cho nói cho em hỏi thế này. Vậy là trong cái câu chuyện Lê Thanh Có và làm quen với chị trên Facebook, và có nói chuyện trò chuyện tâm sự trên Facebook lâu không? Có lâu. Bao nhiêu thời gian chị? Rất nhiều luôn á. Khoảng bao nhiêu tháng? Thì cái thời gian đó tới cái thời gian Lê Thanh Có, từ tháng 4 kết bạn qua lại gặp nhiều lần, rồi đi qua tới 11, tháng 11 là bao nhiêu Lê Thanh Có dọn về Sài Gòn học nghề. Rồi em ngắt lời chị thế này, bởi vì chị chia sẻ nó, em chưa cần hỏi chị những cái câu chuyện đó, để hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được cái video này rất ngắn ngủi này sẽ hiểu được nội dung cái câu chuyện chị trọn vẹn, để mọi người giúp chị. Vậy là chị quen mẹ anh Lê Thanh, mẹ em Lê Thanh Có này, đúng không ạ? Là chênh nhau cũng gần 20 tuổi rồi, quen trên Facebook, và chính bản thân Lê Thanh Có này làm quen với chị và cũng là báo tin cho chị, là chia sẻ là hoàn cảnh gia đình nhà khó khăn, đúng không? Dạ. Vì vậy muốn giúp chị, giúp một số tiền. Giúp số tiền để chuộc xe, vì bà nội bệnh á, cầm xe. Xong đó thì ai là người quyết định gặp nhau? Lê Thanh Có, mình đến thì công việc đi ấy nó dám gặp đi, chứ nó cũng rất thích mình, nên từ Đồng Nai nó mới vô tới Sài Gòn. Gọi là em trai Lê Thanh Có này quyết định, quyết tâm bằng được thực hiện ý nguyện của mình là gặp chị, mục đích chính là lừa đảo, phải không ạ? Hay là yêu? Lúc bây giờ mình đã ngỏ lời yêu chưa? Lúc đó là thấy là Lê Thanh Có cũng thương mình cũng có tình sao cảm chị, với sao chị biết là Lê Thanh Có yêu chị, thương chị, bởi vì chị Lê Thanh Có là thì hai người từ xa xôi đi vô mà, thì tình cảm của mình mà đi vô đến vậy đó, mình cũng nghĩ rồi, thấy hoàn cảnh khó khăn. Chị cảm động với cái tấm lòng của Lê Thanh Có từ Đồng Nai về về Sài Gòn để gặp chị. Nhưng mà Lê Thanh Có là gặp chị mục đích chính là để mượn tiền, đúng không ạ? Và để có thể là quan hệ ân ái làm nữ, đúng không? Dạ. Nhưng mà chị lần có thể... đầu tiên gặp là đã hỏi mượn tiền chuộc xe rồi lo cho bà nội, rồi mình thấy hoàn cảnh khổ quá. Tại sao lúc bây giờ Lê Thanh Có ngỏ lời mượn tiền chị mà chị không phản ứng gì, mà bởi vì mới quen? Có phản ứng chứ, tới mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mình suy nghĩ anh Có này nghèo khổ gặp khó khăn rồi, bà ngoại bà nội thì 90 mấy tuổi mà nằm viện vì gia đình nghèo khổ gì, gửi cho mình một cái ngôi nhà rất là rách nát luôn. Rồi, cho em ngắt lời chị thế này. Bản thân chị là chị nhìn trên hình ảnh là Thanh Có chia sẻ với chị là hoàn cảnh khó khăn, nhưng thực sự là chị chưa về nhà mà chị chưa thấy, đúng không? Chưa thấy, nhưng mà thấy nghe nói gì đó. Rồi mẹ thì yếu, rồi bồng bà nội phơi nắng mỗi ngày, rồi bác sĩ cho về nhà rồi vài ngày. Cái Lê Thanh Có nói là bị bệnh rồi này nọ, phải gửi tiền ra cho mượn để trị bệnh, rồi ăn uống rồi không đầy đủ. Rồi, cho em hỏi thế này. Rồi, cái câu chuyện đó thì ok là mình, em hiểu rồi. Ê, nhưng mà Lê Thanh Có quyết định là từ Đồng Nai về Sài Gòn gặp chị. Và hôm gặp nhau là hai người trao đổi nhau cái gì? Mà gặp ở đâu đầu tiên? Gặp ở bến xe miền Tây. Rồi, xong gặp nhau đâu tiếp theo? Tiếp theo cũng ở mình bến di chuyển đi Tây. Đâu? Mình di chuyển đến bến xe miền Tây tiếp tục. Dạ. Xong ai là người dụ ai vào nhà nghỉ? Lê Thanh Có nói thôi vô nhà nghỉ đi, rồi cho nó khỏe rồi đi về. Vô tại sao mà Lê Thanh Có lại ngụ ý là rủ dê chị vô nhà nghỉ để làm gì? Tại sao hai người không gặp nhau nói chuyện? Có nói là mình rất thích bạn thôi, mình rất thích anh, thích em lắm. Anh thôi, thích em vô, lắm. Vô nhà trọ đi. Chị thấy cái câu chuyện, em ngắt lời chị thấy cái câu chuyện một chàng trai mới hơn 20 tuổi, tuổi đời mới lớn lên, đúng không ạ? Chênh nhau với chị là gần như là mẹ con rồi. Một người 30 và một người hơn 50 rồi, đúng không ạ?
gần như như mẹ con là đúng hơn. Mà tại sao Lê Tinh có lại lại anh thích em thì chị thấy có ngượng không? Thấy mình biết là mình cũng lớn tuổi hơn có, nhưng mà chuyện tình cảm không có biết được. Chuyện tình cảm đó là chỗ đó mà mình nghĩ anh ấy nghèo khổ, mình giúp một người nghèo khổ. Những cái câu chuyện mà tình cảm như vậy nó chỉ là cổ tích thôi. Còn thực sự là em không có chê chị là già hay lớn tuổi, nhưng những thanh niên trẻ tuổi như vậy chắc chắn là người ta sẽ không lấy những người mà lớn tuổi giống như chị. Dù rằng chị có bơm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nhưng đây là chị ngộ nhận là một cái tình yêu đích thực. Vì vậy cho nên chị đã chấp nhận đi vô nhà nghỉ khách sạn, đúng không ạ? Mới lấy thành có này, phải không ạ? Dạ. Vậy là trong cái chuyến mà vô nhà nghỉ thì hai người làm sao? Có ăn nói gì không? Trước khi mở cửa vô khách sạn thì nó nhào lên nó ôm mình. Ôm chị, lúc bây giờ mình tắm rửa chưa? Cởi đồ chưa? Không. Không cởi đồ. Vô đó là ôm luôn. Ôm rồi mới tới chuyện đó. Rồi ôm tới chuyện đó thì em đang hỏi chị. Ôm đó thì lúc bây giờ chị phản ứng làm sao? Chị có sợ không? Cũng hồi hộp lắm. Hồi hộp chứ không sợ đúng không? Tại vì mình thấy không biết người này sao. Ờ, chị nghĩ làm sao? Lúc bây giờ theo như chị, trong cảm giác trong người chị nghĩ làm sao? Không biết. Mình lúc đó mình suy nghĩ như thế nào nữa. Nói chung là khỏi tắm luôn đúng không? Không. Không có tắm. Lúc bây giờ thì có nghĩa là bản thân chị là đang rất bồi hồi, đúng không ạ? Chưa biết Lê Thanh Có là đang làm gì, những hành vi gì đối với chị. Và Lê Thanh Có này có nói những từ yêu đương gì không, thân mật gì không chị? Có, nói anh rất thương em. Tại vì cũng qua lại nói chuyện trên điện thoại nhiều á. Nhưng mà hôm nay gặp nhau đầu tiên. Dạ. Và rất hồi hộp, mong muốn được gặp. Dạ. Đúng không? Đây là một tình yêu và nó rất mong đúng không? Dạ. Chị có hy vọng là cái cuộc tình đó sẽ thành công không? Mình mới hỏi Lê Thanh có thương tôi thật không? Cái nó chị hỏi sao? Chị nói làm sao? Hỏi anh hay em? Anh có thương em thật không? À. Không? Nếu mà anh không thương sao tự đồng anh vào Sài Gòn để tìm em, gặp em. Lúc bây giờ là chị đã ngả lòng luôn rồi. Dạ. Đúng không ạ? Chị nói những từ đó là chị đã ngả lòng luôn rồi. Dạ. Và Lê Thanh Có phản ứng làm sao với chị? Lê Thanh Có thì có nói gì không? Cứ cởi đồ rồi cứ làm tôi không biết. Cởi đồ của ai trước? Cởi đồ của mình trước. Cởi chị trước còn Linh có cởi sau. Đúng rồi. Thực sự trong bận đấu bây giờ thì làm sao, bao giờ thì về kết thúc cái cuộc vui đó? Thì khoảng chiều lúc bây giờ trước khi mình vô khách sạn đó hay nhà nghỉ hay nhà trọ? Nhà nghỉ là chỉ chính toàn là dân cũng thường thôi đúng không? Đúng rồi. Linh có là dân thường chứ không phải dân đẳng cấp người ta đã đưa chị vào khách sạn đúng không? Còn đó là dân bình thường đó, nhưng mà ai là người trả tiền? Cũng có lúc em đang hỏi em đang hỏi cái hôm đó gặp nhau đầu tiên mà vô nhà nghỉ khách sạn nhà nghỉ đó, ai là người trả tiền? Có trả tiền. Có là người trả tiền. Chị thấy trong có nhiều tiền không? Lúc đó nó nói lãnh lương còn được mấy triệu trong mình. Lãnh lương còn mấy triệu, chị có tin không? Chị có tin không? Lúc bây giờ chị có tin không? Không biết. Xong cái cuộc vui đó thấy hai người chia tay, cuộc vui sẽ tàn đúng không? Thì đường ai về đó đi hay là sao? Rồi mới đi về thì vẫn gọi điện qua lại tiếp tục. Bao giờ thì Lê Thanh Có quyết định mượn tiền của chị số tiền là 30 triệu? Cái tới lúc 18 tháng 8 đó. Là bao nhiêu thời gian sau chị? Bao nhiêu thời gian về sau? 4 tháng sau là quyết định mượn tiền của chị. Đúng không? Lúc đó mình mới suy nghĩ mới cho mượn tiền. Lúc bây giờ là từ cái thời điểm 4 tháng về sau là chị gặp nhau được bao nhiêu lần nữa? Có gặp nhau nữa không ạ? Có. Gặp mấy lần? Gặp mấy lần, hai lần nữa. Hai lần nữa. Hai lần là chênh nhau xa không chị? Thì từ tháng 4 tới tháng 8 là 3 lần đó. 3 lần. Những lần đó tiếp tục vô khách sạn, nhà nghỉ đó tiếp hay là nhà nghỉ khác? Nhà nghỉ khác, mỗi chỗ mỗi khác. Mỗi chỗ một khác, thay điểm, thay đổi ha. Dạ. Rồi, Lê Thanh có tiếp tục cũng nói những lời yêu thương đối với chị không? Có. Rồi, cho hỏi tiếp tục nào. Cái hôm đó, xong cái thời điểm 4 tháng sau là chị quyết định cho mượn tiền là số tiền bao nhiêu tiền? Lúc đó lớp gửi tiền, gửi bằng tài khoản, không, chuyển khoản hay tiền mặt? Gửi trong thế giới di động. Rồi. Rồi đưa tiền mặt. Cái đợt mà chuột xe á lần không, em đang hỏi số tiền 30 triệu đầu tiên kìa. 29 triệu 920 nghìn. Rồi 30 triệu rồi là, nha. Là cái số đó đó. Là đưa trực tiền trực mặt trực đưa tiếp tiền mặt. Trong khách sạn. Rồi cái Lê Thanh Có mới nắm tay mình nói anh cảm ơn em nhiều lắm. Chỉ có em mới là người giúp anh thôi, chứ gia đình bà con anh dòng họ anh chưa có ai giúp anh em bằng anh nữa. Rồi lúc bây giờ cái người đàn ông mà mới quen chị mà kém chị rất nhiều tuổi bằng con chị, đúng không? Người ta nói cái điều đó chị thấy có xúc động không? Thấy mình cảm thấy người ta nghèo khổ nghèo khó mà một người có tình cảm gì mình giúp người
chắc cũng là đúng, tại vì có người già trong nhà mình, cũng có bà ngoại 90 mấy tuổi. Chị hy vọng là cái cuộc vui đó, đúng không ạ, mà cái số tiền đó chị giúp một người đúng người, và chị cũng được một người đó thương yêu chị là hết mực. Đó là sự thật. Mình cũng tin tưởng. Mình ngộ nhận thôi, đúng không ạ? Xong cái thời điểm đó thì Lê Thinh có tiếp tục mượn của chị bao nhiêu tiền? Có mượn nữa không ạ? Mượn, tiếp tục mượn. Lúc đó rồi xong, rồi cái mượn tiền là nói là công ty rồi lúc gửi 1 triệu, 2 triệu. Tới công ty như lúc mình gửi có mấy trăm cũng có luôn. Có nghĩa là chị đã gặp đúng một con cáo già mà chuyên moi tiền các chị em phụ nữ rồi. Chuyên moi tiền luôn đó. Đúng rồi. Bắt đầu nó vô Sài Gòn nó học nghề. Học rồi lúc đó nó vô học, mình tìm tự điểm cho nó học luôn. Học rồi là học nghề gì chị? Học nghề cắt tóc nam á. Lê Thanh có là có học không? Có, học hành nghề luôn á, mua thêm đồ cắt tóc rồi nó nói phải mua bộ đồ cắt tóc. Mình nói lúc đầu sư phụ nói là đóng 8 triệu là sư phụ sẽ mua cho bộ đồ cắt luôn, đồ nghề. Cái nó nói đợi vậy sư biết chừng nào. Thôi nó mượn thêm 2 triệu 2 nữa để mua đồ nghề. Tổng cộng là về sau chị đóng góp mà giúp đỡ và Lê Thanh có là lợi dụng chị. Vô Sài Gòn là đóng thêm 4 triệu cho sư phụ. Rồi. Rồi mua bộ đồ nghề 2 triệu mấy nữa. Cho em hỏi thế này. Rồi đóng thêm 2 tháng tiền phòng. Cho em hỏi chị thế này. Khi nào thì hai người quyết định sống chung với nhau như vợ chồng? Đến ngày 30 tháng 12. Là bao nhiêu tháng sau chị? Từ khi bắt đầu gặp nhau ân ái lần đầu tiên trong nhà nghỉ đến cuộc kết thúc là bao giờ thì hai người quyết định sống là chung? Là gần 2 tháng đó. Chỉ có 2 tháng thôi. Trong 2 tháng đó chị đã hiểu gì về Lê Thanh có hay chưa? Lúc đầu á mình cũng không biết có chọn người đúng hay là sai. Lúc đó thì Lê Thanh có quỳ lại. Quỳ lại chị? Đúng rồi, quỳ lại dưới đất này lại sợ nó xỉu luôn á. Để làm gì? Quỳ lại để làm gì? Nó lại nó kêu á mình phải giúp cho nó đi, để lo cho nó đi. Chứ nó là lo sống chung. Lo cho nó để lo. Lúc đó là mình cũng có kể qua kể lại dặn là không muốn đóng tiền cho sư phụ. Rồi không cho nó học được tự lo đi, tự đóng tiền phòng lên. Chị thấy lúc bây giờ phản ứng của một người đàn ông mà quỳ lụy cầu xin mình mà quỳ gối như vậy, muốn rồi nó quỳ nó lại mà mình sợ nó xỉu luôn á, lại ngay trước cửa rồi, phòng của nó. Chị thấy lúc bây giờ là chị cảm giác làm sao? Không biết làm sao đó, mình suy nghĩ không biết cái người này là sao luôn. Bị lại vậy đó, rồi cái một khi tới 30 nói thôi bây giờ ở đó thì tốn tiền phòng, mình phải đóng tiền phòng, mình phải lo tiền sinh hoạt hàng ngày cho nó hết toàn bộ luôn. Thì nặng lắm, ở hai phòng nặng lắm thôi. Sống chung luôn. Chị là Lê Thanh có là ngỏ lời, đúng không? Không, mình nói là bây giờ thôi dọn về sống chung đi tạm đỡ. Tới chừng nào ra nghề thì mướn phòng. Bởi khác. Trước cái thời điểm học hành nghề hớt tóc là chị là người bỏ tiền chu cấp từ A đến Z. Đúng rồi. Cho Lê Thanh có này có nghề. Dạ. Và Lê Thanh có là sống riêng một trong phòng trọ. Lúc mới qua mình cho muốn ghi tại vì thấy phòng mình nhỏ quá, chặt quá. Dạ. Yeah. Đóng hàng. Về sau chị thấy bỏ ra những số tiền đó chị sót. Đúng rồi. Vì vậy chị quyết định là cho Lê Thanh có sống chung như vợ chồng. Sống để chung. Chị lo từ A đến Z. Dạ. Chị là người lo lắng cho Lê Thanh có này. Chân, tiền xăng, tiền sinh hoạt hàng ngày nói chung là mình lo hết luôn. Thậm chí tới Tết có đi về quê mình chơi nữa. Tiền Tết, tiền quần, tiền áo thì mình cũng lo toàn bộ luôn. Chị là người mua sắm cho Lê Thanh có mua này. Mua sắm luôn. Dạ em xin phép chị này, em hỏi một câu chuyện rất tế nhị này. Chị hiện nay đang làm công việc gì? Đang làm bên công ty mà to. Công ty thu nhập được không chị? Thu nhập tháng cũng 9-10 triệu, 9 vậy triệu mấy. Vậy là cũng thu nhập ổn định ha. Dạ. Trong thời gian mà chị chu cấp cho Lê Thanh có này, như mẹ con mà như vợ chồng, hai ý nó trái ngược nhau, đúng không ạ? Em đăng thông tin này lên là chắc chắn là cộng đồng mạng nhiều, rất nhiều các cô chú sẽ có rất nhiều. Nhà bữa em mua đồ ăn sáng cho nó thôi mà ăn ít lỗi lắm, ăn cơm nguội ở nhà thôi. Cái nó hỏi sao em đi làm mà thấy em không ăn gì trơn vậy, cái mới nói là không anh ăn đi chứ tôi vô công ty ăn, mà nói thật sự gì chứ vô công ty em nhịn đói không để lo cho nó. Lúc đó là tiền mình đã cũng gần Tết tới rồi. Rồi nó sửa chiếc xe, cái nó nói xe hư rồi, sửa chiếc xe hết 1.8-15 ngàn. Tiếp tục sửa chiếc xe. Vậy là trong thời gian đó thì hai người sống chung với nhau được mấy tháng trong nhà trọ chị? Sống từ 30 tháng 12, tức tay đó ngày 30 tháng 12, cho đến ngày nó đi đó là ngày tối ngày 5 tháng 3, năm 2021. Là khoảng mấy tháng. Vậy là bao giờ thì Lê Thanh có quyết định mà bỏ trốn chị? Bỏ trốn là ngày 5 tối 8 giờ mình 8:20 thì Lê có đi làm từ thiện về. Rồi bỏ trốn là lúc Lê Thanh có là người đi làm từ thiện. Không. Đi làm gì ạ?
đi làm cắt tóc đó. À đi làm cắt tóc về. Tại vì học cắt tóc là tối 8-9 giờ mới về. Về. Mà bữa đó lại dậy sớm. Dạ. Bữa đó mới có 8:20 mình cũng chuẩn bị để đi làm 8:30 đi á. Vậy là hai người làm lệch ca nhau. Một người làm ngày, một người làm đêm. Ít có gặp lắm mà mình làm đêm là ít có gặp lắm, mình đi về rồi lại về cơm nước nấu để sẵn ở nhà. Dạ. Rồi về ăn rồi ngủ. Rồi đêm đó bữa đó dậy sớm hổ, sao bữa nay dậy sớm vậy? Cái nói mà điện thoại hết mạng rồi, bây giờ cho nó mượn điện thoại đi. Là hai ngày trước nó đã mượn chiếc nhẫn tấm lắc nó đeo rồi. Tại sao thì tại sao chị không hỏi là mượn nhẫn để làm gì, lắc để làm gì? Nó nói hồi đó giờ nó chưa từng mua vàng bao giờ, cũng chừng chưa từng đeo vàng bao giờ. Cái nó lột mình đang đeo tay, nó không đeo vàng chi nhiều để nên lột nó đeo thử. Cái nó đeo luôn, cái hai ngày sau nó mượn thêm tiếp tục, tối nó dậy sớm nó mượn tiếp tục cái điện thoại. Là quyết định là quả cuối cùng là chốt hạ là cái đúng điện thoại. Đúng rồi, cái 8:20 đó. Cái mình đi cái nó điện thoại nó hết mạng rồi. Thôi cho nó mượn đi. Mượn trong thời gian đi. Em ngắt lời chị, trong thời gian hai người sống chung với nhau ở trong phòng trọ như vợ chồng thì chị thấy cái tình cảm của Lê Thanh có dành cho chị có nhiều không? Nói chung là từ đầu tới cuối nó thấy nó cũng hiền, nó lầm vậy đó. Hiền lầm thôi, nhưng mà lầm ăn người. Lầm vậy đó. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là âm binh, những con người lừa đảo lợi dụng những chị em phụ nữ. Hết, nhưng mà tại sao mà hôm nay thì cái lúc mà cái đêm cuối cùng lần nó đi cuối cùng á là nó về lúc 8:20, lúc đó nó còn ôm ấp mình nữa. Ồ. Nó ôm ấp, nó còn làm chuyện đó là chuyện đàn ông với mình nữa. À vẫn còn làm, vẫn làm một lần nữa quyết định. Đúng rồi. Chưa chịu buông tha chị. Rồi nó mượn lấy thêm cái điện thoại. Gọi là... cho nó mượn điện thoại. Cái mình thấy vậy thôi, còn mấy tiếng hồi mình đi tí sáng mình về. Có là trước khi đi là vẫn vui vẻ ân ái, làm chuyện làm lần cuối cùng. Đúng rồi. Đúng không? Tới làm cuối cùng mà nó mình nghĩ vậy cái nó mới mượn điện thoại mình. Ồ. Khi làm lần cuối cùng thì chị thấy làm sao? Tình cảm của Lê Thanh có là dành cho chị có giống trước không? Hay là chị làm xong cái là đi luôn? Tại vì lúc đó mình tới giờ mình đi làm mình cũng vội vã lắm. Yeah. Nói chung là quý chị cô bác, hôm nay là đọc sĩ Nguyễn Hải, ý anh Tư Phó mình Công Trần là muốn nói câu chuyện này lên để cho chị cô bác biết là thanh niên này lừa nhiều cô lớn tuổi. À, đồng thời còn quay qua mấy em trẻ nữa, cho nên là quý cô bác đừng có suy nghĩ là anh em nói chuyện người lớn hay sâu xa gì đó, là quý vị cô bác phải xem cái câu chuyện này để cảnh giác thôi. Chị nghe cái câu chuyện đó chỉ vì chị bức xúc, là vì chị và chị lo lắng, chị nuôi đúng không ạ? Đúng rồi. Phải không ạ? Chị nuôi lắng. Nuôi lắng rồi. Lê Thanh có này. Đầy đủ nó học nghề được thành phải không nghề, thành tài rồi. Nó trốn nó còn lấy tài sản của mình đi nữa. Lấy đi. Phải không ạ? Tiền của này nữa. Vậy là chị nuôi lắng lo cho Lê Thanh có này như một người em út cũng đúng, dạ. Mà kể như một người con cũng phải, một người bạn, một người mà một người bạn, một người tình thì cũng đúng luôn, bởi vì không có gì sai hết đúng không ạ? Nhưng mà chị bức xúc nhất là cái câu chuyện mà Lê Thanh có là lợi dụng lừa tình và lừa tiền của chị trong thời gian rất dài, cho nó ăn học thành tài thành nghề rồi mà nó lại nó lừa nó lấy thêm tiền của tài sản mình mang đi nữa. Tổng số tiền tới bây giờ, tổng số tiền là chị bị Lê Thanh có là lừa đảo là khoảng bao nhiêu tiền chị ước tính? Ước tính vừa vàng vừa này nọ hết đó, công sức cũng... tiền bạc chi phí từ hơn 50 triệu đó. Cái số tiền đấy đối với một người bình thường khác, đối với một người công nhân đó, em rất là rất lớn đó. Mà chị tin tưởng tuyệt đối chị giao một số tiền rất lớn. Đúng mà rồi, giao cả tình từ Đồng Nai ta vô mà còn sống chung với mình á, mình cho nghề học nghề đồ đó thì còn gì là bằng đâu. Nói chung là chị giao cả tình chị dốc hết, mà tiền chị cũng trao sạch, kể cả vàng bạc trang sức trên người rồi. Vì vậy chị bức xúc. Hôm nay chị về đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thành, Hải Bình Dương, mục đích chính là nói thẳng cái câu chuyện này lên, Lê Thanh có xem được, cũng như cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được, chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa. Mục đích chính là cho Lê Thanh có không lừa đảo các chị em phụ nữ khác, đúng không chị? Dạ. Dạ. Cho trên cộng đồng mạng tôi tìm được hiệp sĩ Lê Thanh Hải nè, Nguyễn Thanh Hải, là em rất là mừng, em hy vọng là mình tìm được con người này nó lừa mình gì đó. Em rất hy vọng là hôm nay là có được tìm đến nó để gặp nó để tìm lại đòi lại. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng thông tin lên các trang mạng xã hội, chắc chắn tới đây sẽ nhận được rất nhiều các ý kiến trái nhau. Hay vì vậy các cô chú anh chị mọi người thì nếu có điều gì đó thì cũng lên bình luận hay comment một cách cho nó sao cho nó văn minh, tránh tình trạng làm ảnh hưởng, bởi vì cái chuyện này nó không đáng có, bởi chị không mong muốn cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng đây là một cái gọi là mình hy vọng tưởng rằng người ta yêu thật, bởi vì một người rất chân thật đã bị cái thanh niên này lừa đảo. Dạ. Đó cho hy vọng các cô chú anh chị và các bạn mọi người. Cái chuyện này em lên em cũng thấy là nó không có tốt đẹp gì cho bản thân mình, nhưng mà em muốn cái con người này Lê Thanh Có này, nhà hơi Lê Nguyễn Thanh Có. Lê Thanh Có ở ấp 2 Tân Thành Cà Mau. Không muốn mà chị em ở cộng đồng mạng bị một con người này lừa đảo nữa.
Em mong chị cuối video này chị đọc lệnh thẳng thắn Lê Thanh Có họ ngày tháng năm sinh nguyên quán, hãy trả lại toàn bộ tài sản cho chị, nếu không ấy, cộng đồng mạng tới đây sẽ truy tìm và đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm bằng được. Lê Thanh Có ở tại ấp 2. Ngày tháng năm sinh luôn chị. Lê Thanh Có sinh năm 1990, ấp 2 xã Tân Thành, huyện Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đã lừa đảo tôi một số tiền vàng điện thoại. Giờ tôi nuôi ăn học mấy tháng trời, học nghề tóc đã thành nghề bây giờ đó. Thành công rồi, bây giờ hắn ta nó bỏ trốn. Còn lừa đảo lấy điện thoại với đồ của tôi đi vậy. Rồi cộng đồng mạng nếu mà ai biết được hãy chỉ giùm. Ai biết được Lê Thanh Có năm nay 32 tuổi. Đang hiện tại bây giờ đang sống ở Đồng Nai. Đang sống ở Đồng Nai là nghi ngờ đang sống ở Đồng Nai nhưng mà chưa biết chính xác ở đâu. Dạ. Nhưng mà Lê Thanh Có này sớm muộn để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng tải video lên sẽ nhận được, sẽ biết rõ Lê Thanh Có ở đâu. Từ đội nghề hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương sẽ có thể là sẽ giải quyết một cách hợp lý nhất để mục đích chính cho Lê Thanh Có là không lừa đảo các chị em phụ nữ. Đây là một con sâu chuyên gặm các chị em phụ nữ trong thời gian vừa qua. Mời cộng đồng mạng mọi người hãy giúp đỡ. Chị còn điều ạ. Chị em đừng có ai mà bị lừa như vậy nữa. Dạ. Chị thương người giúp đỡ người như chị. Thấy khổ chị không? Dạ. Chị bị phi công trẻ nó. Nhà tôi bị lừa thì đau khổ. Chị bị phi công trẻ nó lừa nè. Mỗi khi mở cửa phòng thì chị khóc rồi chứ không biết làm gì. Thấy khổ chị. Chị sống đau khổ hơn một năm nay luôn. Không giờ nào nghe được có nghĩ. Phi công trẻ nó lừa bả ra. Đáng chờ cũng còn bả. Đã giúp đỡ cho người ta đấy, cuối cùng bà lừa bà. Thực sự là câu chuyện rất đau lòng. Đúng rồi, nói với một người công nhân, một người như tôi rất là đau lòng. Bị lừa đảo gì. Câu chuyện này rất bức xúc. Trong thời gian vừa qua rất nhiều. Trong thời gian vừa qua lúc đó bệnh dịch đó, tôi thấy những người mà làm việc có công chức mà áo xanh, tôi muốn quỳ xuống mình lại gì thế. Chị có báo công an chưa? Có báo công an huyện mình tại xã Tân Kiên á, công an nói này là số tiền mình cho mượn gặp gia đình và gặp nó. Tôi có xuống tới gia đình gặp gia đình mà gia đình họ nói là tôi muốn lừa đảo lại đó, lừa lại tiền cái gì, nhà nói những lời không tốt đẹp với mình. Có là gia đình đồng lõa đúng không ạ? Mới lúc đầu lại á hỏi thấy đây là nhà Lê Thanh Có không, gia đình không nhận, nói này không có, không ai Thanh Có gì. Rồi. Rồi cuối cùng đưa hình đưa giấy ra mới nhận hồi nói là nó không có nhà, không đi. Thực sự là câu chuyện nói này nói này nói kia, người cha có nhiều tiếng đối với mình thì không tốt. Thực sự là câu chuyện này rất đau lòng cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đón nhận cái tin này. Hy vọng là một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương không sẽ lắm, nhưng mà mình tức rồi mình không biết nhiều. Đây là vì chị quá bức xúc, chị mới cố tình đăng tải lên cộng đồng mạng. Chứ đăng thông tin này lên là chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều các ý kiến phải là vô cùng trái ngược nhau. Chị em á, cộng đồng mạng đừng ai để cho người ta lừa mình như vậy nữa. Đừng có nhẹ dạ giống như tôi nữa. Cuối video này em mong chị nói một điều cuối cùng, quyết đoán, rõ ràng, chính xác. Họ tên, địa điểm Nguyễn Thanh Có, Lê Thanh Có này, lừa đảo. Để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cảnh giác. Dạ mời chị. Lê Thanh Có, sinh năm 1990. Đang ở ấp 2, huyện Tân, xã Tân Thành, Cà Mau. Ấp 2, xã Lê Thanh Có, sinh năm 1990. Ấp 2, xã Tân Thành, Cà Mau. Đã lừa tôi một số tiền như vậy. Lấy của tôi tiền vàng, điện thoại của tôi đi hết. Tôi cho ăn học hành nghề rồi. Mua đồ nghề rồi cho học cắt tóc. Ôm đi hết chân. Tôi đi làm đêm nửa đêm dọn đồ đi hết trốn. Còn sáng mai chị đi làm về là Lê Thanh Có là dọn sạch đồ dạ, dọn rồi. Mở cửa phòng ra em thấy không còn gì mà nhớ lại trời, điện thoại của mình, vàng của mình, đồ của mình đâu hết rồi. Lúc bây giờ coi như trời sụp xuống rồi. Đúng rồi. Đó là lúc xuống. Rồi từ đó sau mỗi khi đi làm về mở cửa là chị biết khóc và khóc thôi. Thật sự là đi lại công an báo thì công an nói là đi tìm đến nhà rồi tìm nó đi để tại số tiền thì mình cho mượn. Nói như một người phụ nữ với tôi rất là khó khăn để đi tìm kiếm một người vậy đó. Với những người công nhân thì ai cũng là đều khó khăn, lao động bằng chân tay phải nói là công việc rất cực khổ. Một tháng thu nhập mà kiếm được 5-7 triệu. Năm nay rất là đau khổ. Tiền chị mất là một phần,
nhưng bao nhiêu công gọi là công anh bốc thóc nuôi gà nuôi nuôi cò đúng không, đến ngày mà cò gọi là có cánh rồi đấy, đầy đủ lông đủ cánh thì cò bay mất. Phải chi ngày nó đi á, nó đừng có lấy thêm vàng thêm điện thoại của mình đi, mà nó nói một lời gì đó tốt đẹp với mình nên nó bây giờ nó đi làm nữa, có thể nó thời gian cũng trả tiền lại cho mình cũng được, thì mình cũng không nói gì, mà đã giúp đỡ nuôi nó như vậy, ăn cháo đá bát như vậy, nó lấy tiền lấy điện thoại của mình mà thời buổi dịch bệnh nữa rất là khó khăn luôn, mà nó nữa đi nó bỏ trốn đi không nói lời nào, lấy thêm tiền của vàng điện thoại đồ đi dưới hết trơn vậy đó. Mình hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được video này, chia sẻ nhiều hơn nữa để cho tất cả các chị em, các bà con ở tất cả các tỉnh, các vùng miền tránh tình trạng bị một số thanh liên lừa như thế này. Đây là một cú lừa và nó cực đau, bởi vì lui rất nhiều thời gian rồi. Ngu dại giống như mình ngu mình dại lại thò lắm đó. Bởi vì người ta lừa như vậy đó. Mọi người đừng cái gì giống như mình nữa nha. Thực sự là câu chuyện này cũng trên dưới 20 phút rồi. Em nghe đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đây, nghe thông tin của chị thực sự là cũng rất chia buồn với chị. Em hồi chưa tính là từ cái nó ở Đồng Nai em mới gửi từ cái tô, gửi từ cái mùng cho nó. Rồi tìm cái dây nấu nước nó nói không có gì, nhà phòng không có gì hết trơn. Em hay gửi bằng bưu điện ra rồi đó, gửi tiền. Nó bệnh nằm viện hoài, phải gửi thuốc cho nó. Gửi thuốc cho nó uống rồi gửi đủ thứ trên đời đó. Nó nói rồi cái vài bữa nó nói công ty nó cho nghỉ việc rồi, gửi tiền cho nó mượn đi rằng nó đi làm hồ sơ đi làm công ty khác, cuối cùng đi làm công ty nhôm gì đó, mới lúc đầu thì làm công ty bóng đèn gì đó, rồi sau thì làm công ty nhôm cũng không được nữa, rồi cái mới nói là ở đây có tiệm tóc thôi, cắt tóc thì đi vô Sài Gòn gì đó. Rồi nó nói, còn thêm nó nói đau khổ nhất là nó nói gia đình nó giờ nghèo khổ quá, bà nội nó bệnh nó mới cầm chiếc xe đó, cầm chiếc xe đâu hai mấy triệu gì đó, lúc đó nó có gửi giấy cầm xe cho mình coi nữa. Rồi nó nói nó tính đi bán thẳng, nó tính đi bán trái thẳng, nó bán trái thẳng cái đặng nó cho gia đình nó một mớ, rồi nó trả tiền cho mình mớ. Đây á là chủ yếu lừa đảo chị thôi, lừa rồi cả tình cả tiền thì thôi, chứ không có yêu thương gì chị hết, đúng không ạ? Nó bán thẳng đi để giúp đỡ cho cha mẹ nó có đầy đủ ăn được vài tháng rồi nó chết cũng được. Cái lúc mà nó hỏi mượn tiền thêm để mua bộ đồ cắt tóc á, mình nói từ từ, nó không, nếu không cho nó mượn thì đi bán máu. Nó gửi tin nhắn bán máu nữa, bán thẳng còn nữa. Tướng đấy không có bán được cái gì hết á, chỉ có lừa đảo chị em phụ nữ thôi, không bán gì đâu chị. Nó khổ vậy, yeah. Một con người như vậy. Thôi, thực sự là câu chuyện này rất đáng buồn, chia sẻ cũng 30 phút hơn rồi. Vì vậy cho nên là em cũng mong muốn là chị hãy bình tĩnh, đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đây đăng tải thông tin lên để nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ để tìm được cái thông tin Lê Thanh Có này thì nhá. Em ơi, mày mua không? Kem này hai dòng. Thôi bây giờ kết thúc cái video này tại còn nhiều người đang đợi, bà con thông cảm, chưa rồi chưa cơm nước hết. Đợi trước khi trước khi đăng cái thông tin này lên á, là chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Trước khi mình đăng tải video lên, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, chị nghĩ kỹ rồi. Kỹ là nhiều tháng qua đúng không? Những thông tin chị đăng tải đưa chia sẻ này là hoàn toàn đúng sự thật. Dạ. Đúng không ạ? Đây là chuyện sự thật trong cuộc đời tôi đã xảy ra. Nếu mà tôi sai, mà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi, ok chị, cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều. Em chúc chị luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng là một vài ngày tới để đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đây đăng tải thông tin nên sẽ nhận được rất nhiều các thông tin về Lê Thanh Có này.